Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Nay ngày 9 tháng 1 năm 2017, Thành Luân xin trân trọng giới thiệu chiếc sập thờ gỗ vụ đục tích thập địa, đục tích mai điểu. Mai điểu gài Phúc Thọ. Sản phẩm này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của anh Cầu Dung ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Trước khi bàn giao cho khách hàng, Thành Luân sẽ quay lại một lượt phần vec ly vuốt bóng trần còn nguyên vân gỗ theo yêu cầu của khách hàng. Toàn bộ cái phần dạ tiền này Thành Luân làm dày 8 phân và đục chạm kênh bong là hoàn toàn thủ công bằng tay. Rất là kênh bong và moi móc. Sập thờ mai điểu chân 24, dạ dày 8 phân, mặt dày 2 phân là mặt ghép đôi. Theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi đã hoàn thiện xong phần vec ly để chuẩn bị. Sáng ngày mai sẽ bàn giao cho anh khách hàng là anh Cầu Chị Dung ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Trước khi bàn giao cho khách hàng, Thành Luân sẽ quay lại một lượt cái phần vec ly để buổi tối hôm nay cho khách hàng xem. Sáng ngày mai chúng tôi sẽ bàn giao cho khách. Cũng như khách hàng đã xem rất nhiều các clip của Thành Luân chúng tôi sản xuất ra, hiện tại các mẫu sập thờ mai điểu như thế này chúng tôi đang còn rất nhiều để đáp ứng cho khách hàng dịp cuối năm cũng như sập tứ linh. Khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu ngay cái sản phẩm đẹp và giống như thế này liên hệ trực tiếp với Đồ Gỗ Thành Luân để được mua hàng theo số điện thoại 0972770888 và 0967110389. Đồ Gỗ Thành Luân tại hai cơ sở, tại cơ sở 1 nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Ngoài cái mẫu bàn thờ này ra, chúng tôi đã còn rất nhiều mẫu bàn thờ khác đang trưng bày tại hai cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, và cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Ngày mai thì chúng tôi hoàn thiện xong cũng sẽ quay lại một clip nữa. Bây giờ thời tiết bây giờ đang lúc 5 giờ, ánh sáng cũng chưa được tốt lắm, nên quay cũng hơi mờ. Ngày mai chúng tôi sẽ quay clip khác cho nó sáng. Toàn bộ cái đường nét đục chạm của cái sập thờ mai điểu này đục tay 100% Phúc Thọ, hình gặm chữ Phúc và con rơi, hình gặm chữ Phúc Thọ rất là ý nghĩa và rất là đẹp. Toàn bộ được đục chạm là hoàn toàn thủ công bằng tay. Đấy, khách cho xem các con chim trông rất là sống động. Chân là 24, cao 1m27, chiều dài là 2m17, chiều rộng là 1m07 và chiều cao là 1m27. Thành Luân xin tạm dừng tại đây, xin hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.